anh chị em chúng ta đã sẵn sàng chưa ạ? Ta hãy chuyển điện thoại về chế độ dung một tạm thời tắt máy nhé. Để cho cái buổi học của chúng ta được tập trung thì cái phần này rất là hay. Làm được cái phần này á, thì là các bạn sẽ cảm thấy rất là phấn khởi. Wow, cứ tưởng là cô giáo mới làm được, còn hóa ra là mình học được làm được hết. Okay. Chúng ta đã sẵn sàng chưa ạ? Hàm bị méo, chị nói là bên thì lép là bên thì thừa, cả cái hàm méo đưa sang.